Bây giờ mình sẽ kết nối mấy cái này lại với nhau. Gọi khá là êm luôn. Quay trở lại với kênh của em Hương Thịnh nhé. Thì trong video hôm nay thì Hương sẽ lắp thêm hai cái bộ quần tắm để trong hai toilet nam và nữ của công ty mình. Tại vì trong mùa dịch thì mình vẫn phải làm việc, đúng không ạ? Nên nhiều lúc phải lắp thêm bộ này để cho nhân viên mình, nếu trong trường hợp mà bất khả kháng các bạn phải ở lại công ty làm việc, còn có khá để mà cho nhân viên không quên tắm nha. Thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu luôn. Thì mình có mua thêm một cái khi non này. Ok. Rồi hai cái tê cầu các bạn. Mua thêm cọng dây này ở dưới nè, cái cứng cứng chút xíu không sao các bạn. Hai cái vành bi đúng rồi, đây hai vành bi để mở nước nha. Ok, đây tổng cộng là mua bốn cái nối ra ngoài. Bây giờ mình sẽ kết nối mấy cái này lại với nhau. Thì mình kết nối như thế này thì mình sẽ phải dùng cái cao su non. Rồi xong các bạn, hai bộ anh đi. Vò này là mình mua 175.000, loại này cũng tầm trung luôn á. Vậy cái khớ van nước này mình còn dặn quen cái là xong, dặn quen cái là khó rồi nha. Các bạn dặn ở phía đây là sẽ khó lại nha. Cùng chiều đồng hồ ngược chiều là mở nước, đây là có nước. Mình sẽ mình sẽ gắn cái vành bi này vào luôn nha. Mình gắn lại như đây nha. Cái đầu ở đây luôn. Rất là dễ luôn các bạn. Cái này tí nữa mình sẽ bắn vào tường nè.
bỏ ống điện á, không là hai cái ổ vôn cũng được, phải vôn cùm nước á, bạn giữ lại là ok. Mình sẽ mở nước. Mình đang mở nó thử. Cũng khá là ok rồi. Tại đây là mở tầng 1 thôi rồi. Nên áp lực nước cũng rất là ok. Như vậy là mình đã có một cái bộ vòi để tắm rồi các bạn. Giờ mình sẽ gia cố lại cái chỗ này nữa, định vị lại cái chỗ này nữa là ok. Ở đây các bạn dùng hai con bọ, tại vì mình chỉ có hai con bọ 20 thôi, nên mình lấy thêm con bọ 25 nữa. Dùng mình tại mình gắn hai cái á, đây các bạn đắp vô như này luôn. Ở đây các bạn, đây nó nằm trong trạng thái là lên khóa nha, mở nè, ok, mở xem, lên này. Rồi các bạn, như vậy là có thể để cho các thành viên thể tắm giải chiến trong những cái ngày mà bắt buộc phải sống ở công ty thôi. Vòi khá là êm luôn các bạn, rất mạnh nha. Đây tắm giải trí nha tất cả các anh chị em, mới lại là vô tư.